Thấy vậy chào bà con đi. Đi đẹp ấy. À, chào bà con nha. Đấy, anh Hoài vừa bị bê cái đông ra luôn. Đi về là đưa cả vợ con về. Đi đẻ về luôn. Đang ba con kiểu kẹm này. Chưa. À ba con thì đợt đi cậy phần chưa xem lá tím được. Ba con đi cấy. À đây đó.